Rồi anh xem cái này này. Đấy, bao nhiêu công nhân người ta nghỉ hết rồi. Và bây giờ Hà đang tắt điện nữa thì anh phải tìm cách giải quyết đi anh. Tôi biết rồi, cậu cứ để tôi thích tìm ra chỗ chết nhá. Cái gì đấy? Cháy à? Cháy rồi anh ơi. Cháy rồi. Toàn nghĩ ra những chuyện không đâu ấy. Tham gia những cái này làm cái gì? Để tiền làm việc khác còn hơn.
Nợ lương mãi như thế thì vợ con tôi chết đói à? À! Thay mặt bà Việt Nhân Thọ, ngày hôm nay cháu đến thăm chú ạ. Và thông báo với gia đình mình, đây là số tiền mà bà Việt Nhân Thọ chi trả một phần quyền lợi chăm sóc y tế và tạm ứng bệnh nan y cho chú ạ. Rất mong đây là số tiền đồng hành cùng cô để chi trả một phần viện phí cho chú ạ. Ngoài ra, bà Việt Nhân Thọ cũng hỗ trợ một phần chi phí dành cho người nhà khi mà chăm sóc bệnh nhân ạ. Thời gian này cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Bởi vì khi cô khỏe thì cũng là một nguồn động lực rất lớn giúp chúng em bình phục ạ. Và đây là số tiền Bảo Việt Nhân Thọ chi trả quyền lợi đáo hạn hợp đồng của anh Khoa nhà mình. Con xin phép của gia đình ạ.